Xin chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một đề thi thử thi học kỳ 1 tiếng Anh lớp 7 năm học 2022-2023. Trước tiên thì muốn nói cái đề này là đề khó. Chính vì vậy bạn nào mà hiểu được cái đề này làm tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ có một kiến thức nền rất là tốt và làm bài thi thật sẽ rất là hiệu quả ha. Ok, để chúng ta có thể làm tốt hiệu quả hơn thì các bạn hãy dừng video làm trước rồi sau đó xem đáp án của thầy như thế nào nhé. OK câu số 1 chúng ta có chọn cái từ mà cái phần gạch dưới á, nó được phát âm khác với những cái còn lại. À chúng ta có chữ o này đọc là con, uh, uh, condition đây là protect uh, cũng protect còn đây là tofu uh, tofu là đậu hũ ha thì vần Âu đây là vần Âu chính vì vậy đáp án chúng ta chọn đáp án C nha tiếp tục chúng ta có câu 2 từ này được đọc là maturity maturity sự trưởng thành đây là vần ơ teenager vần A teenager orphanage orphanage đây là vần ơ luôn này là vần A chúng ta chọn đáp án B tiếp tục chúng ta có câu 3, câu 4 là kiểm tra các bạn có biết cách đọc ID không ha. Developed, à, uh, ID đọc là tờ. Planted, này đọc là it. Này needed, này cũng đọc là it. Chứ như vậy chúng ta chọn đáp án A khác với hai đáp án còn lại nha. Tiếp tục chúng ta có uh, ID đọc là enjoyed, am cooked, am volunteered, am nên vậy chúng ta chọn B. Ok, đi đọc tờ nha. Tiếp tục. À, bài tập số 2, hãy điền vào chỗ trống với à, thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn hoặc là quá khứ đơn. À, của cái động từ ở trong ngọt ha. Ok, à, chúng ta có câu số 5. À, khi when Tom was a teenager. Khi Tom là một à, người một đứa à, tuổi tin ha thiếu niên ha, chúng ta thấy đây là quá khứ ha. À. Sở thích cô ấy là thì to be ở quá khứ để song song với cái này ha, đó là was hoặc là were. Thì chủ ngữ hết sắp be thì chúng ta có to be chỗ này sẽ là was nha. Rồi thì highlight luôn. Rồi tiếp tục. Alice up does judo at 5 p .m. every day. Alice thường tập judo vào 5 giờ chiều mỗi ngày. But today, nhưng hôm nay, she cái gì đó do. Cô ấy tập, uh, uh, nhưng ngày hôm nay cô ấy làm bài tập về nhà. ha. Thì chúng ta thấy là cứ 5 giờ là tập judo, nhưng mà ngày hôm nay thì đúng 5 giờ cô ấy thấy cô ấy đang làm một việc khác. Thì chỗ này chúng ta sẽ chi thể hiện để tiếp diễn nha hiện tiếp diễn thì chúng ta sẽ có to be đi với she là is và động từ do thì mình là xong đấy tiếp tục do you know that bạn có biết rằng the sun always lúc nào cũng hoặc là luôn luôn rise à, trong trường hợp này có nghĩa là mọc ở hướng đông bạn có biết rằng là mặt trời luôn mọc hướng đông không thì mặt trời luôn mọc hướng đông đây là một chân lý chân lý thì chúng ta sẽ viết thì ngày đơn thì ngày đơn động từ rise à, khi chủ ngữ là i u đây động từ rise nó viết lại nhưng khi chủ ngữ là he she it một người một vật thì động từ rise động từ sẽ thêm s hoặc s trong trường hợp này the sun là chủ ngữ số ít chúng ta thêm s sau động từ rise nhé tiếp tục look Động từ mà đặt đầu câu thì nó có nghĩa là ra lệnh mình lệnh lúc hãy nhìn kia thằng Toby nó à, lại ăn cái fast food cái đoạn nhanh nữa cả thì ở đây rõ ràng là người ta biểu lúc nhìn kia thì rõ ràng đây là đang nói một sự việc đang xảy ra Toby nó đang ăn đó nó đang nó lại đang ăn à, đồ ăn nhanh nữa kìa để chưa đó, chúng ta phải dịch đúng như vậy thì mới làm được nha Khi tôi ở Nha Trang vào tháng trước, à, tháng trước quá khứ hà, Thì tôi đã thu thập à, rất là nhiều sò, ốc Đây là sea shells, là những cái vỏ sò, vỏ ốc ha à, Rất là đẹp Đây là quá khứ, thì hành động à, thu thập, thu lượm này sẽ biến thành quá khứ luôn quá khứ cái động từ này cho biến về cục 2 hoặc là thêm id này là động từ có nguyên tắc chúng ta thêm id nha collected nha tiếp tục câu số 10 look at you hãy nhìn vào bạn kìa. tại sao bạn à, đây cũng giống như look của trên kia ha đó tại sao bạn đang nhặt à, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn you are picking à. bạn đang nhặt ha à, tuy nhiên câu hỏi thì chúng ta lấy to be đem ra trước chỗ uh, chủ ngữ ha làm đặt câu hỏi tại sao là bạn bạn lại đang nhặt rác như vậy để mà uh, cứu giúp môi trường ha tiếp tục câu số 11 một chúng ta thấy Jenny À, làm tình nguyện ở một cái bệnh viện local hospital một cái bệnh viện địa phương last summer hay last summer rõ ràng là quá khứ đúng không mùa hè năm ngoái thì à, nếu mà quá khứ thì chúng ta biến thành war lần tear đi là xong tuy nhiên câu này lại là câu hỏi à câu hỏi thì chúng ta sẽ biến cái câu này thành câu nghi vấn thì đây là động từ thường chúng ta mượn cho động từ cho động từ của quá khứ là did à, sorry à, sau khi mượn cho động từ rồi thì bất cứ thì nào thì chúng ta sẽ à, chuyển động từ về nguyên mẫu nha đối với thì ngày đơn cũng vậy quá khứ đơn cũng luôn vậy luôn tiếp tục tôi thấy chung à, never chung thì không bao giờ xem tivi before finish finishing all his homework trước khi mà hoàn thành hết tất cả bài tập của anh ta thì đây là một cái thói quen của một người nào đó thì một cái thói quen lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ chia thì ngày đơn thì ngày đơn chủ ngữ ai you đây động từ viết lại nhưng đây chủ ngữ chung chung là he chủ động từ watch sẽ thêm s hoặc es trong trường hợp này watch nó sẽ thêm es nha tiếp tục tôi không học bây giờ à, bởi vì tôi cảm thấy rất là mệt thì bây giờ đây chúng ta thấy là đang ha bây giờ tôi không có đang học à, đang thì à, chúng ta sẽ thêm to be và đồng thêm in mà thêm not nữa là to be đi với ai sẽ là em nè rồi not thì not vào study thêm in vào xong đó rất là đơn giản đấy tiếp tục câu số 14 someone ai đó throw away, đã ném một cái uh, đống rác rubbish on the pavement ở trên cái lề đường ngày hôm qua. À, đây là ngày hôm qua là quá khứ thì ném hành động ném à. Chúng ta sẽ uh, chuyển động này động từ này về cột 2 hoặc là thêm đi đối với động từ so uh, quá khứ của nó sẽ là so Cục 2 nha Tiếp tục uh, Phần 3 Chọn cái uh, Cái đáp án đúng nhất Để hoàn thành mỗi câu sau đây Chúng ta sẽ khoanh tròn ha Câu số 15 You can use these Bạn có thể sử dụng cái này uh, Cái gì này ha Để mà stick Để mà dán These pieces of color paper để mà dán những cái mẫu à, giấy màu color paper ha to decorate để mà trang trí do door house cái, cái nhà búp bê của bạn thì để dán thì chúng ta chỉ có hồ thôi b là glue Đây nail móng tay và model là mô hình ha tiếp tục chúng ta có a à, trong trường hợp này nail cũng là đinh ha nail vừa là móng tay vừa là đinh nhá à, trong trường hợp này b là đúng nhất hồ dáng Câu số 16 When children take care of their pets Khi mà chị em chăm sóc uh, cái thú cưng của chúng They learn how to take uh, Chúng sẽ học uh, làm thế nào để Take on Chịu trách nhiệm à, uh, Chúng ta có sự trách nhiệm đây là C nha Responsibility maturity là sự trưởng thành, happiness là sự hạnh phúc, vui vẻ ha. Tiếp tục câu số 17, some hobbies, một số cái sở thích can help students learn to be có thể giúp học sinh à, học cái gì đây? À, ở đây chúng ta thấy từ patient. Học cái tính kiên nhẫn với à, công việc của chúng. À, ở đây kiên nhẫn là patient, kiên nhẫn là popular là phổ biến hoặc là nổi tiếng. Valuable là giá trị ha. Ở đây chúng ta chọn là patient là kiên nhẫn, tính tự kiên nhẫn. Tom is having a lot of fast food. Tom mày đang ăn rất là nhiều đồ ăn nhanh. He needs to change. Anh ấy cần phải thay đổi. Thay đổi cái gì? Sở thích. À, ăn này không phải, không phải là sở thích rồi. Chúng ta có từ diet. Diet có nghĩa là khẩu phần ăn. Anh ấy cần phải thay đổi khẩu phần ăn của anh ấy. Condition là điều kiện ha. Tiếp tục, câu số 19. What is tofu? Đậu hũ là cái gì? It's uh, from soy beans. Uh, soy beans là đậu nành ha. Uh, nó là một sản phẩm. Uh, chúng ta có từ sản phẩm là product. Bì nha. Produce là động từ sản xuất. Producer là người sản xuất ha. Product nó có nghĩa là sản phẩm. Nó là một sản phẩm từ đậu nành. Câu số 20, look at these students, hãy nhìn vào những cái học sinh này nè, they are picking, à, nhặt thì chỉ có up thôi, pick up, use bottles, những cái vỏ chai đã được sử dụng, đã qua sử dụng ha, to help, để mà giúp save the environment, để bảo vệ hoặc là giữ gìn môi trường ha. Tiếp tục chúng ta có phần reading đọc cái đoạn văn này rồi chọn cái đáp án đúng ha ok chúng ta có một cái đoạn văn rất là dài à, thầy sẽ đọc câu, uh, câu 21 câu hỏi trước rồi đọc dịch cái này sao ha what is the passage mainly about à, cái uh, đoạn văn này nè à, chủ yếu nói về cái gì một là de the, the, development of judo sự phát triển của judo B là development, the development and benefits of judo. Sự phát triển và lợi ích của judo. Võ judo đó ha. C là the uh, the development of judo in Vietnam. Sự phát triển của uh, judo ở Việt Nam. Vậy là cái này phải đọc dịch cả bài rồi. Judo one of the most popular martial arts đây là một trong những cái uh, môn thể thao đối kháng, đây là martial arts đó là môn thể thao đối kháng ha phổ biến nhất comes from Japan đến từ đất nước Japan Nhật it is quite well known in Vietnam và nó khá là nổi tiếng ở Việt Nam when we do judo khi chúng chúng ta tập judo we will learn some basic techniques Chúng ta sẽ học một số kỹ thuật cơ bản in throwing, crapping, striking, uh, ném vật hoặc là tấn công. We learn them carefully, steps, and step by step, so that. Chúng ta sẽ học chúng một cách cẩn thận và từng bước. Để mà we don't have to, chúng ta sẽ không phải worry too much. Lo lắng quá nhiều bao... Injuries là vết thương, à, những cái chấn uh, thương ha. Injury, trên từ gốc của nó là y dài, đây là những uh, vết thương, những cái chấn thương. Biết dài thì ngắn thì ít ha. Judo teaches us, judo đã dạy chúng ta how to train our bodies and minds, as well as how to use our energy in the best way. Video đâu vậy chúng ta làm thế nào để mà rèn luyện cái cơ thể và tâm trí cũng như là làm thế nào để sử dụng cái năng lượng nguồn năng lượng của chúng ta theo cái cách tốt nhất. It first appeared in the Olympic Games in Tokyo in 1964. Nó là lần đầu tiên xuất hiện ở Olympic Thế, Thế vận hội Olympic ở Tokyo vào năm 1964 ha. And since, và kể từ 1972, uh, Năm 1972, It has been an official event in the Olympic Games. Nó trở thành một cái sự kiện chính thức trong cái Thế vận hội Olympic. Uh, Vietnamese judokers, judokers, nó có nghĩa là người tập judo ha Đây là people who do judo have won some international recognition đã giành một số những cái công nhận ở trên trường quốc tế à, có nghĩa là những người tập judo việt việt nam thì cũng uh, cũng đã chiếm được một số một cái sự một cái thành tích công nhận ở trên trường quốc tế ha and try their best to win first medals và đang cố gắng uh, hết sức có thể để mà giành cái medal đầu tiên, cái huy chương đầu tiên, In the Olympic Games uh, trong cái Thế vận Olympic. Vậy thì ở đây nó nói về sự phát triển và đương nhiên nó có nó có một số benefit. Ví dụ như là làm thế nào để sử dụng năng lượng uh, này, theo cách tốt nhất là ha, hoặc là train rèn luyện cái body, cái mind đó chính vì vậy. Đáp án đúng vì nha. Vừa phát triển, vừa có lợi ích nữa ha Tiếp tục cái What does the word it Involve in uh, the paragraph mean uh, Cái từ it Được in nghiêng này nè Trong cái đoạn văn á, nó nghĩa là gì Ở Trong trường hợp này, nó có nghĩa là Judo thôi, đơn giản là như vậy What is one of the benefits Of practicing Judo Một Trong những cái lợi ích của Tập Judo là gì biết làm thế nào để ném người khác, học cách kiểm soát uh, cơ thể, giành huy chương uh, trong những cuộc thi, uh, thì rõ ràng lợi ích không phải là hai cái thứ này mà lợi ích là cái này ha. Đấy, cái này hai cái này thì không gọi là lợi ích. Tiếp tục, when did judo first appear in the Olympic Games? Uh, judo lần đầu tiên xuất hiện ở Thế vận hội Olympic khi nào? Đây, đây 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 1964 How many Olympic medals? À uh, Việt Nam judokers. Uh, những người tập judo Việt Nam thì đã giành bao nhiêu huy chương ở thế lần thế vận hội Olympic ha. Vào năm 1972 thì theo trên đây chúng ta thấy nè à, kể từ năm 92 thì nó là sẽ là một sự kiện chính thức ha. thì chúng ta thấy là Việt Nam nè chỉ là dành những cái công nhận trên trường quốc tế thôi chứ mà và đang cố gắng dành cái huy chương đầu tiên cái thực ra nó chưa có cái huy chương nào cả nha nên không biết bây giờ là có chưa nhưng mà hiện tại trong cái bài là chưa tiếp tục chúng ta qua phần riding writing à, đây là một dạng kiểm tra ngữ pháp rất là gắt gao ha à, và viết không quá ba từ à, đây quan trọng my father often collects stamps in his free time Nó cho từ hobby à, uh, và my collecting stamps thì chỗ này chúng ta thấy nè là ba của tôi thường thu thập trong thời gian rảnh của anh ấy thì chỗ này chúng ta sẽ viết là my father à, và sở thích chúng ta sẽ viết là hobby thì ở đây chúng ta thấy là sở thích ba của tôi à, nó còn thiếu chữ của nữa sở thích của ba của tôi nó phải thêm phải s là thì phải là cái chữ là nữa đó collecting stamps rất là khó ha Tiếp tục It often takes her hours to draw pictures every Sunday Thường là sẽ mất uh, nhiều hàng giờ liền của cô ấy để mà vẽ tranh mỗi chủ nhật Thì cô ấy thường dành thời gian chúng ta có động từ spend Chúng ta học luôn cách sử dụng động từ spend nha Thì đây thì ngày đơn à, Chủ người she động từ spend time at nha Chỗ này còn phải nhớ thì, thì ngày đơn ha He spend gì? Spend hours. Nhiều giờ, đồng hồ ha. À, để mà vẽ thì cách dùng của động từ spend là động từ draw. Động từ phía sau nó sẽ thêm in nha. Đó. Rất là khó ha. Tiếp tục câu số 38 là Japanese Uh, người Nhật have a healthy diet Có một cái khẩu phần ăn rất là lành mạnh So they live long lives Vì thế họ sống một cuộc sống rất là lâu uh, Người Nhật live long lives Sống lâu bởi vì Because of uh, Bởi vì cái khẩu phần ăn của họ uh, Dear Healthy diet Đấy. Rất là căng luôn. Ba từ chắc nịch. We donate these clothes. Chúng tôi đã uh, donate những cái quần áo này. Quyên góp ha. Tony là quyên góp ha. To children. Đến những đứa trẻ who have no home. Những đứa trẻ mà không có nhà. Ở đây họ cho homeless. Thì chúng Tôi đã cho những cái này đến đó, Cách dùng một đồng từ give nha Give ai đó à, Hoặc là give ai đó Thì bỏ ai đó luôn Nhưng mà give cái gì đó trước Thì phải là to ai đó To homeless 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 now Homeless children Đây ví dụ như câu này mà mà cái từ give nó nó cho ai đó trước á thì là we give homeless children this clothes đó còn mà give cái gì trước thì phải là to ai đó đấy rất là phức tạp tiếp tục câu 40 cũng là câu cuối cùng ok my mother began to teach English in 1996 Hoặc cho từ working my mother start working Mẹ của tôi đã bắt đầu bắt đầu cái gì? Bắt đầu dạy working. Uh, thì ở, ở câu này phía dưới chúng ta là chuyển thành là mẹ của tôi bắt đầu làm việc. Uh, chúng ta có từ s in như là một giáo viên tiếng Anh work as a work as an đấy. Tôi vì cái chỗ này là English teacher to bắt đầu là chữ e nguyên âm ha. chúng ta là dùng in chứ không phải dùng ờ. Đấy nó kiểm tra rất là nhiều thứ. work đi với s, cái nghề. Rồi chỗ này kiểm tra ờ của in nữa. Câu cuối cùng rất là phức tạp ha. Nhưng mà nếu mà thực sự các bạn hiểu, nhưng nếu mà các bạn thực sự hiểu từ cái kiến thức uh, từ giáo viên qua cái bài tập như thế này thì bảo đảm các bạn sẽ có một cái nguồn một cái kiến thức tiếng Anh ngữ pháp rất là rất là vững chắc ha ok uh, xin cảm ơn các bạn các em đã xem đến hết video hãy đăng ký kênh để đón xem những video học tiếng anh thú vị khác nữa nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn các em hãy cho thêm một like để thuộc toán youtube đề xuất đến nhiều người xem video này nữa nhé xin cảm ơn